Ok. Đấy, lắp cái chip vào nó sẽ là như thế này. Đấy, chuẩn nét luôn như này nhá. Thì nó sẽ chạy được. Và bây giờ em sẽ chạy thử xem như thế nào. Ok, các bạn chạy nhé. Vâng. Sau những ngày tháng chờ đợi, lần nữa em lại về cái main. Rồi, vẫn cái main đóng gói từ Trung Quốc các bác để nhìn thấy là cái bao nó vẫn là cái màu xám không? Thì đây là cái main có tên mã các bác nhìn có thể nhìn thấy nhá, là 8 lõi LGA có socket là 2011 mà em dùng cho cái CPU E5-2650i-V2 mà em mua ấy. Thì tên của nó là LGA-X79H. Nó sử dụng được 4 RAM DDR3 các bác nhá. Đó, ở trên này nó ghi này. Đấy, cho dùng cho máy tính gaming này. Đó, giá tổng thời hạn là 1.253.000 chuyển từ Trung Quốc. Nếu không phải là hàng thì ở đây. Đây, thông tin nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cái bao bì nó vẫn là như vậy. Em sờ rất là đọc full box. Thì trên Shopee nó quảng cáo là mới đấy. Bây giờ em bóc thử xem như nào nhá. Trên đấy thì nó cũng ghi được của hãng nào. Và trên cái hộp cũng không ghi được của hãng nào luôn. Đây có lẽ là một cái main được làm lại của Trung Quốc. Main được ráp thủ, gọi là cái gì ạ? Sản xuất kiểu thủ công ấy. Sản xuất kiểu gia đình, sản xuất không có nhà máy nào tên tuổi đấy. Đấy thì nó sẽ không có tên ở đây, chỉ ghi là main bát nha. Trên đây xung quanh chỉ có vậy thôi. Đó, chỉ ghi là tên là main thôi. Đây, thông tin thì đơn giản nó như này. Model là X79H này. Đấy, còn thông tin ở dưới này. Đấy, socket là 2011, sử dụng DRAM 3. Đây, bây giờ em sẽ mở ra nha. Đây, nó dán, nó dính vào đây rồi. À, ok, kèm theo một cái chặn. Nhìn cái chặn là biết luôn. Nó chỉ có các cổng âm thanh này, cổng mạng này, các cổng USB thôi, không có cổng VGA. Đây, và cổng chuột P2 đó. Tặng theo một cái cổng SATA để cái nội ổ cứng. Và đây, bên đây. Tặng theo một cái túi như này các bạn này. Đây, còn lại không có gì cả, không có giấy. À, đây có một cái mảnh giấy này. À, không phải, không có giấy rất là dụng, không có thẻ bảo hành, không có gì cả. Đó, lên thì được trong một cái túi con niêm phong này. Con niêm phong đầy đủ nha, các bạn nhìn thấy nha. Niêm phong này này. Đó. Ok, mắc niêm phong này. À, niêm phong là hóc phát là xé luôn. À, có một cái đệm. Một cái đệm này. Đó. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Bên sử dụng socket là 2011 rất là to ở đây. Hai bên rất là to đây, các bạn nhìn nhé. Đó, bên số 2011 rất là to này. Bên này thì nó sẽ hỗ trợ. Đây, trên bên thì nó không có tên thương hiệu gì cả. Các bạn nhìn đây, trên bên không có một tên thương hiệu hay ký tự gì cả. Và nó sẽ hỗ trợ được cho 4 khe cắm RAM, 4 cổng SATA để chúng ta cắm ổ cứng, cổng pin 24, cổng nguồn của bên là 24 pin này, cổng nguồn của CPU là 8 pin này. Trên này chúng ta có thể cũng cắm được một cổng PCI để cắm cạp màn hình, và một cổng PCI và nhỏ là cắm thiết bị bên ngoài, chip BIOS ở đây. Và trên này có cái tản nhiệt chỗ này. Bên này thì có các rác như là rác để cắm các phím điều khiển đèn LED các thứ này. Bên này thì có audio cổng trước này, bên này có cổng một cổng USB thôi. Nó rất là đơn giản nhá. Em đang tìm cái chỗ để cắm quạt. Cắm quạt của CPU thì ở đây nằm đây này, nó CPU nằm đây. Đây, pin BIOS ở chỗ này, cũng không có tên thương hiệu gì cả. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mê rất là giản, 1.200, 1.300. Mua ở Việt Nam thì cũng có thể là sẽ ngang ngang giá hoặc là rẻ hơn đấy. Nhưng mà em có thích đặt Trung Quốc thôi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ lúc nữa em sẽ lắp và chạy thử xem là như thế nào. Đây, đó, các bạn thấy chip ở đây. Có chip hôm trước mà em nhận được này. Bây giờ em sẽ để vào đây. Là các bác có lắp thì các bác phải để ý kỹ những cái khe này nha. Nắm đúng cái khe này. Đó, các bác nhìn không? Nó to ở đây. Đó. Ok. Đấy, lắp cái chip vào nó sẽ là như thế này. Đấy, chuẩn nét lên như này nhá. Thì nó sẽ chạy được. Và bây giờ em sẽ chạy thử xem như thế nào. Ok, các bạn chạy nhé. Đầu nguồn 20
từ pin này. Đây là cái nguồn của CPU 8 pin này. Các rời này. Toàn đồ nguyên Shopee này Trung Quốc ạ. RAM này. Ok. Cắm luôn. Chạy thử. À cắm lên cái đấy mà này. Cắm lên đây. Đây cái màn hình này. Đây. Cắm xem màn hình này. Toàn bộ cái đọc cái cảm hình và cái chip này, cái cái quạt chip này, quạt quạt CPU này, nó che hết cái main luôn, cái main chẳng còn có thể hiện được cái gì nữa. Ok, em chạy thử xem ra. Tích vào nguồn. Ok, đã. Quạt chạy này. Đó. CPU quay chưa? CPU sáng luôn rồi nhé. Mỗi tội là màn hình chưa lên thôi. Em thử lại xem này. Em thử lại xem là do RAM này gì. Ok các bạn này, lên main rồi này. Đó. Mạng nhau. Chipset là H79. Đó. RAM hiện tại nó lắp là RAM 4GB. Ok. Mua đầy đủ thiết bị em sẽ dựng cây thôi các bạn xem nhé.